thầy thì khi một người bắt tay xây dựng một sự nghiệp trên Internet thì người ta sẽ trải qua những cái giai đoạn nào để cái con đường xây dựng sự nghiệp đó? Việc mà chúng ta bắt đầu xây dựng sự nghiệp trên Internet mà chúng ta biết được chúng ta sẽ phải trải qua những cái giai đoạn nào thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái sự hình dung ra một cái lộ trình mà chúng ta sẽ trải qua trong cái hành trình xây dựng cái sự nghiệp trên Internet mà chúng ta đưa ra cái quyết định lựa chọn. Thì cái việc mà chúng ta hình dung được đó, nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái kế hoạch rõ ràng để chúng ta có một cái phản ứng phù hợp với từng cái thời điểm khác nhau. Cái mục đích cuối cùng đó là gì? Đó là giúp chúng ta đi đến đích một cách thành công và đạt được kết quả theo cái mong muốn. Thì từ cái kinh nghiệm của bản thân, tức là bản thân mình cũng đã trải qua gần 10 năm đưa ra quyết định, đó là từ bỏ bằng đại học và quyết định đó là xây dựng cái sự nghiệp trên Internet. Và đặc biệt đó là trong cái hành trình đó thì mình cũng chứng kiến rất là nhiều người cùng lứa với mình, rồi là trong cái quá trình xây dựng cái cộng đồng Action Now thì được làm việc với rất nhiều con người khác nhau, thì mình rút ra được một cái cốt lõi trong cái hành trình mà chúng ta đi khi mà chúng ta xây dựng cái sự nghiệp trên Internet này. Thì nó có ba cái thời điểm rất quan trọng, ba thời điểm rất quan trọng. Thì cái thời điểm thứ nhất đó là thời điểm bạn đưa ra cái quyết định đó là sẽ xây dựng cái sự nghiệp trên Internet. Ví dụ là thời điểm bạn đưa ra cái quyết định là sẽ làm YouTube, bạn đưa ra cái quyết định đó là sẽ làm TikTok, hay bạn đưa ra một quyết định đó là sẽ xây dựng một website mà bắt đầu một sự nghiệp trên online, thì đó là thời điểm ban đầu, đó là thời điểm ra quyết định. Thì ở cái thời điểm này thì có rất nhiều người phải đối diện với một thách thức, đó là có những người họ rất là sợ hãi khi phải đối diện với cái thời điểm này. Họ sợ rằng là họ không làm được, rồi là họ sợ rằng đó là họ sẽ thất bại, rồi họ sợ rằng họ không biết ngoại ngữ, rồi họ sợ rằng nó khó quá, rồi họ sợ rằng mình sẽ phải trả giá quá đắt, họ sợ rằng là họ không thể kiên trì được. Và có rất nhiều người, người ta đến ngày hôm nay người ta vẫn do dự, người ta chưa dám đưa ra cái quyết định này. Tuy nhiên thì có rất nhiều người thì họ có một cái tư duy phát triển, tức là grow mindset, thì họ có một cái tư duy phát triển, tức là họ có thể nhận ra rằng là tôi đã có nhìn thấy 10 người thành công và tôi dám đưa ra cái quyết định, hay là tôi có thể nhìn thấy rằng Internet là một thế giới rộng lớn và tôi tin rằng là tôi có thể học được, cho nên là tôi dám đưa ra cái quyết định. Hay là có những người họ, có những người anh em gia đình người ta đã thành công thì người ta dám đưa ra cái quyết định. Thì đó, có hai cái nhóm người như vậy. Thì nhóm người thứ nhất thì thường là nó phụ thuộc vào cái gọi là cái tư duy cố định là nhiều. Còn cái những nhóm người thứ hai là cái nhóm người mà thường là có cái tư duy gọi là phát triển, tư duy phát triển. Thì ai cũng phải trải qua cái thời điểm đó là ra quyết định cả. Nhưng có một cái mà tôi muốn chia sẻ ở cái nội dung này để mà ngày hôm nay nếu các bạn đang đối diện với cái quyết định là sẽ bắt tay vào xây dựng cái sự nghiệp trên Internet thì như thế này. Có nghĩa là cái thời điểm thứ nhất là chúng ta ra quyết định, chúng ta không biết được cái quyết định của chúng ta đúng hay là không đúng. Và thường một cái quyết định có thể rằng 5 năm sau chúng ta mới biết được rằng nó đúng hay không. Có thể 5 năm sau nó sai, bởi vì cái quyết định của bạn ngày hôm nay và 5 năm sau cái quyết định của bạn nó làm cho bạn ngày càng tệ hơn, thì đó là một cái quyết định sai. Tuy nhiên có thể là một cái quyết định ngày hôm nay nhưng 5 năm sau nó giúp cho cuộc sống của bạn thay đổi và nó làm cho chất lượng cuộc sống của bạn khác đi, thì đó là một cái quyết định đúng. Và cái quyết định nó đúng hay không thì nó lại phụ thuộc vào chính người ra quyết định.
Thế nên đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai là cái năng lực của chúng ta được phát triển dựa vào bối cảnh, chứ không phải là hiện đại của chúng ta đâu. Ví dụ ngày hôm nay, khi mà bạn chưa lên Internet thì bạn đánh giá năng lực hiện tại của bạn với tiềm năng của Internet thì bao giờ mình thấy mình kém cả, đúng không ạ? Nhưng chúng ta phải hiểu rằng đó là khi chúng ta đưa ra một cái quyết định mới thì thường sẽ đòi hỏi một kỹ năng mới và bắt buộc chúng ta phải học, và sau đó chúng ta sẽ dùng cái kỹ năng mới để chúng ta sống với cái môi trường mới đó. Thì đó là hai cái ý rất quan trọng để giúp cho chúng ta thấy được một cái góc nhìn thêm nữa ở cái giai đoạn đó là ra quyết định này. Cái giai đoạn thứ hai đó là cái giai đoạn chuẩn bị gọi là bỏ cuộc, có nghĩa là có 100 người cùng đưa ra quyết định là sẽ bắt đầu xây dựng một cái kênh YouTube để mà phát triển sự nghiệp về online, hay là 100 người đưa ra quyết định là phát triển một kênh TikTok, Shop, Affiliate để mà xây dựng cái sự nghiệp trên online của mình, hay 100 người đưa ra quyết định đó là sẽ xây dựng một cái website để phát triển sự nghiệp trên Internet. Tuy nhiên đến cái giai đoạn đó là chuẩn bị bỏ cuộc, chuẩn bị đưa ra quyết định bỏ cuộc, thì chắc chắn là nó sẽ chiếm một cái tỷ lệ phần trăm rất là lớn. Ví dụ như là sẽ có những cái người mong muốn bỏ cuộc một tỷ lệ cao, một tỷ lệ cao những người bỏ cuộc. Thậm chí bản thân mình cũng vậy thôi. Một hai ba năm đầu, một hai năm đầu mình cũng có cái suy nghĩ là tôi muốn bỏ cuộc, tôi muốn bỏ cuộc. Hay là thậm chí những cái người mà mình hướng dẫn cũng vậy thôi. Những thời gian ban đầu họ cũng muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên đây là một cái thời điểm mà thách thức rất lớn. Nó đòi hỏi một cái tầm nhìn, một cái tầm nhìn xa hơn, một cái tầm nhìn xa hơn. Đó là khi mà chúng ta vượt qua những cái điều này đó, thì chúng ta sẽ đạt được điều gì. Và cái việc đó là chúng ta nhìn thấy những cái tấm gương đi trước nó rất là quan trọng. Nhìn thấy tấm gương đi trước rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta làm việc một cách độc lập, đơn độc thì chúng ta rất ít có năng lượng để vượt qua được giai đoạn này, và thường chúng ta tự chán nản và tự chúng ta quyết định là dừng cuộc chơi, có nghĩa là không tiếp tục nữa. Tuy nhiên thì có rất nhiều người ta đã chọn một cái giải pháp, đó là họ chọn những cái nhóm bạn, chọn những cái nhóm bạn 3 đến 5 người có một cái năng lượng cao, có chung một cái ước mơ và chung một cái gọi là một cái mô thức làm, và họ đoàn kết bên nhau, hút năng lượng cho nhau, hút năng lượng cho nhau. Thì hay là có những người thì họ tham gia vào những cái cộng đồng khác nhau, họ tham gia vào cộng đồng YouTube, họ tham gia vào những cái cộng đồng TikTok, họ tham gia vào những cái cộng đồng huấn luyện khác nhau. Đó thì nó duy trì được một cái năng lượng đỉnh cao, duy trì năng lượng đỉnh cao. Đó. Thì cái giai đoạn này là giai đoạn mà bị rơi rất là nhiều. Giai đoạn này là giai đoạn mà bị rơi rất là nhiều. Và nếu chúng ta không khéo léo và chúng ta không có một niềm tin vững chắc thì giai đoạn này là giai đoạn mà cái tỷ lệ bỏ cuộc rất là cao. Bạn chắc chắn cũng trải qua những giai đoạn đó, và bản thân mình cũng đã trải ra qua giai đoạn đó. Và chắc chắn là tất cả những người mà họ đạt được những cái thành công, những cái thành tựu trên Internet ngày hôm nay thì gần như họ đều trải qua cái giai đoạn đó. Còn cũng có 1% những cái người mà họ đạt được cái sự may mắn, đó là họ rất là may mắn khi họ đã thành công ở những bước đầu, họ xây dựng kênh YouTube và họ đạt được cái kết quả tăng trưởng ngay, và từ đó nó có vốn, nó có niềm tin, nó có năng lượng, nó có rất nhiều yếu tố thuận lợi. Nhưng mà cái tỷ lệ đó là ít, chúng ta phải khẳng định như vậy. Thì đó là cái giai đoạn thứ hai. Cho nên nếu ngày hôm nay bạn đang còn ở trong cái giai đoạn thứ hai này thì bạn cần phải tìm một cái giải pháp, đó là làm thế nào để vượt qua nó. Đó là chúng ta cần phải gia tăng niềm tin về nghề của chúng ta. Chúng ta cần phải gia tăng ở cái nơi, những cái mối quan hệ mà đưa lại cái năng lượng cao của chúng ta. Và đặc biệt đó là chúng ta cần phải có những cái chiến thắng nhỏ. Có nghĩa là chúng ta cần phải có những cái chiến thắng nhỏ để làm gì? Để nó đưa lại cái năng lượng của chúng ta, để chúng ta hút từng đoạn, hút từng đoạn, hút từng đoạn, hút từng đoạn, để chúng ta đi tiếp.
Nó thì giải pháp ở giai đoạn này nó là như vậy. Thì sau khi mà chúng ta đã đi 100 người đưa ra quyết định, tuy nhiên đến giai đoạn này thì còn có 20 người thôi. Còn có 20 người là vượt qua được cái giai đoạn đó là muốn bỏ cuộc, tuy nhiên là người ta không bỏ. Thì người ta phải đi đến một cái tiếp theo, có nghĩa là lúc này họ sẽ tạo ra kết quả, họ đã có niềm tin với nghề và họ có mong muốn là xây dựng cái sự nghiệp trên Internet rồi. Thì đến một cái giai đoạn thứ ba, cái thời điểm thứ ba là một cái thời điểm nút thắt cũng rất là quan trọng. Đó là thời điểm đó là chúng ta bị giới hạn ở một cái kết quả nào đó. Ví dụ đó là có những người khi mà họ xây kênh YouTube lên tầm khoảng 30.000 sub đi, 30.000 sub thì nó sẽ dừng ở đó một chặng đường, dừng ở đó một chặng đường, đúng không ạ? Dừng ở đó một chặng đường. Và sau đó họ phải thay đổi cái mindset của họ, hoặc là thay đổi cái chất lượng của họ, hoặc là thay đổi những yếu tố khác, thì kênh của họ bắt đầu phải phát triển lên, tăng trưởng đột phá lên và có thể đạt đến 1 triệu sub, 2 triệu sub hay là có thể nhiều hơn nữa. Hay là đối với một người làm affiliate chẳng hạn, thì bản thân mình chứng kiến đó là họ có thể đạt những cái mức thu nhập đó là 2.000 đô một tháng, nhưng mà nó cứ đều đặn như vậy, nó cứ đều đặn. Đương nhiên thì trong bản thân của họ thì họ biết điều đó và họ cũng có mong muốn đó là làm thế nào để mà đưa cái thu nhập của chúng ta tăng lên 10.000 đô một tháng ấy. Thì đó là một cái mà chúng ta cần phải gọi là đột phá. Mà nếu chúng ta không đột phá thì nó sẽ bị giới hạn ở như vậy. Giới hạn ở như vậy. Thì mình ở trong cộng đồng thì mình đã chứng kiến rất nhiều người nằm trong cái tình trạng đó, nằm trong tình trạng đó. Và thì để đột phá thì chắc chắn là họ phải thay đổi những cái mindset, hoặc là họ phải thay đổi những cái nút thắt mà có thể tự họ nhìn ra và họ phải tự thay đổi, hoặc là họ phải nhờ những cái người mentor của họ nhận ra điều đó để giúp cho họ thay đổi. Giúp cho họ thay đổi. Thì ở giai đoạn này là giai đoạn gần như người ta hay dùng cái câu đó là bạn trở thành, khi mà bạn vượt qua giai đoạn này thì bạn hay nghe câu đó là gì, bạn thuộc vào top 1% những người gọi là lành nghề, thuộc top những người 1% những người lão luyện vào nghề, hay là thuộc top 1% những người gọi là pro. Thì khi mà chúng ta vượt qua cái top đó thì chúng ta sẽ vươn lên những cái đỉnh cao trong sự nghiệp của bạn. Còn thì đó là ba cái thời điểm rất là quan trọng, và gần như tất cả những người thành công đều phải trải qua ba cái giai đoạn đó. Vậy thì khi mà chúng ta những người mới mà họ biết được ba cái giai đoạn này thì chắc chắn rằng họ sẽ phải thiết kế một cái kế hoạch để phù hợp với cả ba cái thời điểm đó, thì nó sẽ giúp cho họ có một cái lộ trình mà mình biết trước, cho nên nó là gì, nó mình có một cái niềm tin vững chãi trong cái hành trình đó mình đi, thì cái sức mạnh nó nằm ở cái sự chuẩn bị. Chính vì lý do như vậy cho nên là tôi muốn chia sẻ cái nội dung này để cho nhiều người có thể hiểu được điều đó. Xin cảm ơn thầy.